Có ai muốn rất chia tình đôi em, vì đôi ta chỉ có duyên không nỡ nhau. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, thì thôi anh xin chúc em bên người sẽ hạnh phúc ấm êm, đừng lo tới anh mà mất đi tương lai tôi đẹp người. Vâng, xin cảm ơn anh Chiến rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời bạn Thúy. Bài cái tết cái tiếp mình tới anh tới chuẩn bị nha. Xong rồi mình tới chị Diệu.